60 triệu mà các anh chị đã làm chủ được cái mô hình xe cà phê mang đi, bao gồm một chiếc xe với kích thước dài 1m4 như thế này, các cái khung sắt rất là chắc chắn tương tác nha, nhìn rất là hầm hố luôn. Và phía trên này sẽ được trang bị một cái mái vòm giúp che nắng cho chúng ta ha. Rồi tiếp đến là một cái mái cuốn như thế này, đó, che bụi cho máy móc nha, khỏi bảo quản cái máy móc của ta tốt nhất. Thì trong cái combo 60 triệu này sẽ sử dụng máy pha là máy pha Casalio nha, đến từ Ý, cực kỳ là chất lượng luôn nha. Thì ngay bây giờ hãy cùng em vào trong xem là bên trong xe sẽ có những gì và cái chức năng của máy móc như thế nào nha. Thì đây, phía trong xe sẽ có được thiết kế một cái kệ để chúng ta để những cái vật dụng, đó, ống hút, hũ đựng cà phê ha. Và phía trên này là không gian của máy vòm đây, đó, rất là hay luôn các anh chị, nó sẽ cắt nhiệt giữa phía ngoài và máy ha, bảo quản máy tốt nhất. Rồi đây là mặt bàn ha, được dán đề can chống thấm nha, cực kỳ là đã luôn. Phía dưới này sẽ có bốn cái hộp để chúng ta đựng các nguyên vật liệu ha, dụng cụ pha chế vân vân, đó, một cái ngăn nữa, rất là rộng luôn nha các anh chị. Rồi tiếp theo sẽ là về phần máy pha, thì đây là máy pha Casadio của Ý nha, đó, nước này, cực kỳ mạnh luôn, bỏ nước sôi ha. Và đây là những cái nút để chúng ta chiết xuất nha. Rồi tiếp đến là một cái máy xay của Lanvita ha. Thì máy xay là máy xay tự động, chúng ta để tay cầm vào đây, ấn nút, nó sẽ ra đủ cái số lượng cà phê mà chúng ta cài đặt cái thời gian sẵn trước ha. Và chúng ta có thể điều chỉnh được cái độ thô và mịn của cà phê ở đây nữa nha, đó, rất là hay luôn các anh chị. Thì cái với cái máy của Ý như thế này thì công suất của nó rất là mạnh, khoảng 400 đến 500 ml một ngày nha các anh chị. Và nó được tích hợp là bơm nước tự động nha, thì mình không phải đi châm hết nước ở châm, rất là tốn thời gian ha. Mình chỉ cần lấy một cái xô nước 20 lít để dưới này rồi nó tự động bơm lên nha các anh chị, rất là tiện dụng luôn nha. Thì nếu mà các anh chị triển khai cái mô hình xe cà phê như thế này thì các anh chị sẽ được hỗ trợ những cái chính sách như sau, đó chính là giá xỉ cà phê nha, chỉ có 130.000 thôi, cực giá cực kỳ tốt và chất lượng ha. Và đặc biệt là có các chính sách như là thu hồi 60% khi chúng ta ngưng kinh doanh nữa thì bên em sẽ thu hồi lại ha. Wow. Và máy móc thì các anh chị yên tâm sẽ được bảo hành 1 năm, và hàng tháng sẽ có những cái anh kỹ nhân viên kỹ thuật rất là tận tình đến để bảo trì máy móc cho chúng ta xem có bị hư hỏng gì không ha. Thì các anh chị còn chần chờ gì nữa, hãy đăng ký sở hữu ngay cho mình một cái mô hình xe cà phê như thế này nha.